Xin giới thiệu bà con nhé, đây là cây hoa giấy tím Huế. Đó là mình quyết định mình cắt mình dâm cho nó nhanh. Đưa khách về. Đây nhá, đây là cây hoa giấy mình dâm trực tiếp nhé. Cây hoa giấy mình dâm đấy nhá, dâm chắc cũng được phải không biết, cũng lâu lâu rồi đấy. Đấy, dâm cây hoa giấy siêu to, siêu to khổng lồ, gốc cái như kia, gốc vanh đường kính 10 cm. Đấy, và bây giờ nó ra lập như này chắc chắn đảm bảo có rễ rồi, chắc chắn đảm bảo ra rễ rồi nhá, chứ không phải là không có dễ đâu nhá mọi người nhá. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Mình vẫn quấn dây bóng. Đây góc rồi đây. Đấy. Góc trồng. Mình vẫn quấn dây bóng. Đấy. Khoảng 2 găng tay. Vành nó khoảng 40. Cứ kệ dây bóng. Sự ổn định những cái lá này nó già thì bắt đầu bóc một dây bóng, nhưng mà thấy lá nó già nó phết rồi mọi người ạ. Lần đầu liều đi dâm một cái cây hoa giấy, cành hoa giấy, nhiều người bảo sao ông lại đi hâm hâm thế, ông đi cắt một cái cành hoa giấy to như này để dâm, nhưng mà có rất nhiều lý do của nó. Đấy là lý do đặc biệt nhất, là đó là mình cắt bỏ cái tay này đi để mình lấy cái gốc to mình làm bonsai. Cái gốc thì to lắm, làm lấy cái bệ gốc rụt rịt để làm bonsai nhé. Mình không phải là thợ làm cây đâu, chỉ là có cái vườn thì thích hoa giấy thì chơi thôi. Và bây giờ là quay video
dâm được cái cây vi cành hoa giấy to mà nó lên mầm được, nó sống được, quay video giải trí phục vụ anh em nhá. Cũng không phải là khoe gì đâu. Có một tác phẩm dâm nó sống thế mới sướng, dâm sống to như thế này nó sống thế mới sướng, quay phục vụ anh em giải trí. Úi giời, cảnh đẹp chưa, rủi giữa bầu trời đấy. Phê thật sự là phê đấy. Đến tầm này thì mình có thể là yên tâm cái cây này sống được 95%. Nhiều khi cái thân to này thì cũng sợ là nó bật mầm, là bật mầm nó lấy dưỡng chất từ thân chứ không phải là bật rễ. Thế nhưng mà đến bây giờ cái lá của nó già này rồi thì mình nghi đây cái giá lá này, lá nó già ấy, thì mình đảm bảo là sống 95%, chỉ còn 5% là vẫn còn lăn tăn. Mình không phải là thợ gì cả, cũng tham khảo học hỏi anh em trên mạng, bắt chiếc dùng cái giấy bóng ghép cây mình quấn vào thế là được đấy. Mọi người thấy chưa, wow, đúng là ông mặt trời. Trời thức dậy, gà lên dậy, em đến trường, mình ngắm ở nhà ngắm cây hoa giấy. Cây quá đẹp luôn mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video, mọi người nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Ủng hộ đam mê hoa giấy nhá. Mình còn nhiều gốc hoa giấy hay lắm, khủng lắm. Cái mùa thu này sẽ đánh mấy gốc hoa giấy khủng lên chậu. Cái này mình dâm được khoảng hơn 50 ngày nhá. Hôm nay nó lọc nó đã dài này rồi, mình sẽ tiến hành bóc vỏ từ bọc. Sống bằng cái thân này thì biết ngay, mà nếu mà nó sống thì dễ thì biết ngay, sống thì dễ thì biết ngay. Hy vọng là nó sống bằng đấy. Vừa quay vừa bóc khó hết. Trong này rất ẩm, ẩm hết luôn. Đấy nhá. Sau khi bóc sạch giấy bóng rồi đấy. Đấy, bóc sạch giấy bóng. Bóc giấy bóng là cái thân ở trong nó vẫn ẩm lắm các bạn. Không hiểu nó lên là vì giữ ẩm hay là vì dễ.